ta cho hỗn hợp gồm có methyl formate, anhydride acrylic và methyl meta acrylate. Như vậy để cho chúng ta là ba chất. Chất đầu tiên formate methyl, chất thứ hai ancari ba c một đôi anhydride chất chó, chất thứ ba cái này bạn tự ghi nha, thầy không nói nó mệt quá. Rồi người ta đốt cháy hoàn toàn bờ gam thằng này rồi hấp thụ sản phẩm cháy qua bình đựng thằng này thu được cái tủa và khối lượng dung dịch giảm, yêu cầu chúng ta tính mờ. Rồi bạn để như thế này, ở đây để cho chúng ta chỉ có hai dự kiện, đó là khối lượng cái tủa và dung dịch giảm. Rồi trước khi mà mình bây giờ mình gom C gom H gom O lại rồi chúng ta nhìn sau. Trong này mình gom lại thì thằng này sẽ là gì? C2H4O2, C3H4O2 và C3H4O thôi. Tiếp tục là C5H8O2 methyl meta acrylate, đúng rồi. Ở đây mình sẽ xin phép thay đổi đề một tí. Nếu như thế này là thầy đánh sai đề rồi. Bỏ chữ methyl này đi. Bỏ methyl thì bỏ chỗ này đi. Thì chỗ này là CH, em tính lại thầy. Công thức cuối cùng là C máy H máy O máy. Nó phải là C4H6O2 không? Đến dính bên này lại luôn. Cho đến máy bị nhầm đó. Được chưa em? Rồi bây giờ chúng ta xử lý bài này như thế này. Như vậy bài này chúng ta đặt ra câu hỏi đó là chúng ta nhìn như thế nào. Rồi trước khi nhìn thì chúng ta xử lý đoạn sau trước đi. Rồi nghe kỹ. Sản phẩm cháy chúng ta là CO2 và nước. Khi hấp thụ vào CaOH lần dư thì CO2 tác dụng. Vì bao giờ dư nó chỉ tạo ra cái tủa thôi, 10 gram mình chia 100 thì số mol của CaCO3 là 0,1, chuyển qua cho CO2 là 0,1. Người ta cho chúng ta là khối lượng dung dịch giảm 3,98 gram. Mình có M dung dịch giảm. M dung dịch giảm là bằng gì? Bằng M tủa trừ đi tổng M CO2 cộng M nước. Từ đây em sẽ tính được CO2 và tính được nước. Như vậy giảm chúng ta là 3,98, M tủa là 10 trừ đi 44 nhân cho 0,1 cộng 18 lần mol nước. Tính đây, mol nước bằng bao nhiêu? Không phải không chín. Được chưa em? Như vậy để tính được M thì chúng ta biết là trong hỗn hợp này chúng ta có 3 nguyên tố CH và O, hiểu không? Cho đến nhiệm vụ của bạn là hãy dồn nó, gom nó về còn hai chất. Nếu gom không hai chất được thì chúng ta sẽ nhìn giữa CHO có gì quan hệ với nhau hay không, nó có cùng hay là nó có lấy thằng nào cộng nào bằng nào không. Hai hai trùng này bao nhiêu? 30 là không trùng, 42 không trùng, như vậy sai. Nhìn đầu tiên là nhìn C và O thì thấy nó không trùng giống như này. Tiếp tục 42, 42 là gấp đôi, 41 không gấp đôi bỏ, 62 gấp 3 không được bỏ luôn. Nhìn gì rồi? Nhìn CO rồi, nhìn HO rồi, bây giờ còn nhìn vậy thôi. Hồi nãy mình nhìn CH đúng không em? Nhìn HO rồi, bây giờ còn nhìn CO nữa thôi. Đúng không ạ? Đây 2 với 2 thì đúng bằng hydro đúng không em? 3-1 đúng bằng hydro đúng không ạ? 4-2 đúng bằng hydro đúng không ạ? Như vậy chúng ta có một cái luật như thế này, mà lấy số carbon cộng cho số oxy thì bằng số hydro.
Điều này đồng nghĩa là mol C, mol C cộng mono bằng mol hydro. Như vậy bài này chúng ta sẽ quy đổi về oxy đi đốt cháy m gam gồm 3 hợp phần CHO, được chưa em? Trong đó em đặt cái số mol của thằng này là ít mol, mol của oxy là y mol. Chúng ta biết là mol hydro là bằng mol C cộng mono, như vậy nó sẽ bằng ít cộng y. Khi đó thằng này tạo ra CO2, thằng này tạo ra nước. CO2 là bằng ít và theo đề cho nãy mình tính được là bằng bao nhiêu đây? 0,1, đúng không ạ? Thằng này là còn là 0,5 ít cộng y và theo đề cho nãy mình tính nó bằng 0,09. Từ đây em sẽ suy ra được y bằng bao nhiêu. Khi có đây rồi em hiển nhiên tính được m, thế thôi, tính đi. Còn không thì em không cần đặt ở đây cũng được, tùy. Đây này, thì chúng ta đã có mol nước rồi mà, chúng ta làm cái này nó sẽ đơn giản hơn nữa. Rồi đây nghe kỹ nha. Rồi, C chúng ta đốt cháy thì về CO2, hydro đốt cháy thì về nước. Mol C đã có, mol CO2 đã có là bao nhiêu đây? 0,9, 0,0, đâu, 0,1 chứ. Nước là 0,09. Từ chuyển qua đây thì thằng này là 0,1. Thằng này là 0,18, đúng không em? Như vậy chúng ta thấy này, mol C, sorry, mol oxy sẽ được tính bằng cách lấy mol H trừ mol C. 0,18 trừ đi 0,1 là 0,08. Cái đó em tính cho thầy m bằng bao nhiêu? Bây giờ dựa vào bí thức này này, nói lại nha, mol oxy sẽ lấy mol H trừ đi mono. Như vậy câu đúng này mình chọn là câu D. Mấu chốt là đúng nó nằm ở đoạn này. Được chưa?